Biệt thự tại Vũng Tàu mà Louis đang xây dựng có diện tích hơn 1.500m2 với tổng chiều dài khoảng 87m, rộng 25m, được thiết kế với tầng 1 dùng để kinh doanh, các tầng 2, 3, 4 dùng để ở. Số trước công trình đang được thi công cốt pha và thép móng, còn hôm nay sẽ là đổ bê tông móng và sàn tầng 1. Diện tích sàn rất lớn nên được chia làm hai đợt đổ bê tông chính, với đợt 1 hơn 200 khối bê tông tươi đã được trộn từ nhà máy và vận chuyển tới công trình. Tổ đội thi công bê tông đã làm không ngừng nghỉ từ 5 giờ sáng cho đến gần buổi trưa, với hơn 30 nhân công đã được huy động để vận hành máy móc bơm, đầm dùi, trải đều và cán đều mặt sàn láng mịn như phía xa. Đây là vị trí mặt ngừng bê tông sàn đợt 1, phần thép hở ra gọi là thép chờ, chịu lật kéo, bê tông chịu lật nén nên sẽ đảm bảo như là đổ liền khối. Quý vị nào biết tại sao bê tông sàn được đổ đúng cao độ và thẳng không? Là nhờ đã được định vị trước khi đổ bê tông, trong giai đoạn làm cốt pha móng với sàn, cao độ của cốt pha sàn sẽ trùng với cao độ bê tông sàn nên đội đổ bê tông sẽ cân vào đó để bơm lượng bê tông phù hợp. Người thoa nền cũng dễ dàng dùng thước để thoa đều mặt sàn. Và việc đổ bê tông móng và sàn cần lưu ý một số điểm mà nếu quý vị là chủ nhà cần lưu ý. Thứ nhất, bê tông sàn và móng phải được đổ bê tông lót hoặc trải bạt để ngăn nước của bê tông thấm xuống đất, dẫn đến bê tông không đủ nước để thủy phân liên kết các đá lại với nhau, dẫn đến khả năng chịu lực bị giảm. Với việc sử dụng bê tông lót thì nên tưới nước trước khi đổ, nếu không thì bê tông lót cũng sẽ hút nước của lớp bê tông mới. Thứ hai, không được để các hố móng có nhiều nước thành vụn, phải hút cạn mới tiến hành đổ bê tông, bởi vì tỷ lệ nước trên xi măng chuẩn sẽ cho khả năng chịu lực cao nhất. Nếu sai tỷ lệ, ít hơn hoặc nhiều hơn cũng là không tốt và giảm khả năng chịu lực của bê tông. Chú trọng và an toàn nên lưu ý đặt bê tông từ nhà máy. Trong quá trình thi công và lấy mẫu thì sẽ được giám sát kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi đặt đủ số ngày theo thiết kế, các mẫu bê tông sẽ được kiểm tra khả năng chịu nắng tại các thùng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia. Chào các bạn, mình là Sơn tới từ công ty xây dựng Louis. Thì hôm nay công ty có một cái buổi đổ bê tông móng và sàn trệt có một công trình biệt thự phong cách cổ điển. Thì như các bạn thấy phía sau mình đây là các anh em đã đổ được khá khá rồi. Và mấy bên này là hạng mục mà các anh em đã đổ từ 5 giờ sáng tới giờ. Thì bây giờ là khoảng 11 giờ trưa rồi. Thì cái hạng mục ở đây đã đổ xong và hoàn tất. Đã được láng mịn hết rồi ha. Thì sắp còn một số hạng mục ở bên đây là để lót móng á, thì các anh em đang thực hiện để cho những công đoạn thi công tiếp theo. Thì sắp tới mình sẽ quay trở lại đây để ghi hình tiếp và cập nhật thêm hình ảnh mới nhất của cái công trình này. Thì các bạn theo dõi và đăng ký kênh của Louis để có thể được cập nhật những cái video clip mới nhất nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.